gian lao mà vui kề. Người làm nông trên vai đội gió sương, sớm trưa cày cuốc sáng nắng giang mưa, tối hôm về nhà mà vẫn là nhà nông vui vẻ. Nghề làm nông gian lao mà vui kề, cùng bà con chung tay xây dựng quê hương đất đai chủ phú. Cây trái sung xuê lúa thơm được mùa, hãy cùng làm nhà nông vui vẻ. Nhà nông vui vẻ. Cháu công nhận vườn đậu cô ve nhà cô Tình thích thật đấy. Từ xưa đến nay nhá, cháu chỉ biết mỗi đậu cô ve leo giàn thôi, nhưng mà đến bây giờ cháu còn biết thêm cả đậu cô ve lùn nữa. Và công nhận là thích thật, quả nào quả nấy á, to như này sai chữ quả cô nhở. Thế Mai không biết à, có một giống đậu cô ve lùn cao độ 50-60cm thôi, mà thời gian thu hoạch nhá 60 ngày. Có nghĩa là trong vòng khoảng 1 năm thì cô sẽ trồng được nhiều vụ đúng không ạ? Đúng rồi. Tuy nhiên là năng suất đậu cô ve lùn không thể bằng đậu cô ve leo giàn, nhưng mà cô vẫn thích trồng. Đúng là cháu cũng thấy thích thật đấy cô ạ. Đây này, thấy không? Quả nào quả đấy đẹp không? Mẫm mầm mầm như này cơ mà. Nhờ. Chào chào cô Tình ạ. Chào em Mai. Anh Khánh. Khánh à. Cô ơi, lúc nãy cháu đang đứng ở ngoài kia thì vô tình nghe được câu chuyện giữa cô với em Mai. Thì theo ý kiến cá nhân của cháu là sau cái vụ đậu cô ve lùn ở nhà cô thì cô thử chuyển sang trồng đậu cô ve leo xem sao. Nhưng mà vì sao chứ? Thế này cô ạ, đậu cô ve leo là một loại cây có dạng hình sinh trưởng vô hạn. Nó có thể mọc dài từ 2-3 mét. Và nó có nhiều đốt cho nhiều hoa. Chính vì điều này cho nên đậu cô ve leo sẽ cho năng suất cao hơn là đậu cô ve lùn. Thì cháu nghĩ là cô nên thử trồng đi cô ạ. Đúng đấy cô ạ. Tuy nhiên thì có một điều như này. Đó là thời gian đến lúc thu hoạch của đậu cô ve lùn thì nó ngắn hơn là đậu cô ve leo. Nhưng mà cái thời gian mà để được thu hoạch về sau ấy của đậu cô ve leo lại dài hơn là đậu cô ve lùn. Có nghĩa là anh sẽ hái hết xong rồi lại được hái tiếp trong cái khoảng thời gian ngắn đúng không ạ? Chính xác. Cảm ơn cháu. Dạ. Để cô thử trồng xem để dạ cho vườn rau nó thêm đa dạng. Dạ vâng. Ngoài ra thì cháu cũng phổ biến qua với cô thế này, là bây giờ ấy thì có rất nhiều loại đậu cô ve leo. Ví dụ như là đậu cô ve trạch, hay còn gọi là đậu trạch. Và đậu cô ve trắng này. Nói chung là rất nhiều loại. Cô cứ thử tìm hiểu rồi trồng thử xem sao. Trồng nhá anh nhỉ. Vâng. Cô cảm ơn cháu nhá. Dạ vâng ạ. Nếu mà trong cái lúc mà mình trồng ấy có cái gì chưa hiểu cô sẽ hỏi cháu thêm. Dạ vâng ạ, cháu lúc nào cũng sẵn sàng ạ. Cảm ơn cháu. Thôi mình về đi cô đi. Chào cô, chào em. Em chào anh ạ. Ê, sao thế con? Này, bán hết đậu cô ve chưa? Không bán được mẹ ạ. Sao lại không bán được? Đậu nhà mình ngon như thế mà. Trời ơi, sao nói vô lý nhỉ? Anh đùa mẹ đấy à? Hả? À, tiền đâu? Bắt đầu này, bắt đầu này. Cười này, cười này, cười này. Thôi anh ơi, chứ anh đừng có lừa mẹ cái kiểu trẻ con ấy. Chả bao giờ có lừa được mẹ nhá. Ôi trời, tôi đẻ ra anh làm sao mà anh lừa được tôi. Tiền. Đây ạ. Mẹ ơi. Cái tiền. Trời ơi, ủa con bán hết sạch luôn, cháy à mẹ ạ. Này, con biết là sao không? Đậu nhà mình nha là đậu ngon, nghe chưa? Mà có tư vấn của kỹ sư. Chính vì thế nhá mà người ta mua đắt hàng là cái chuyện không có gì là ngạc nhiên cả. Bán đắt như tôm ối thôi. Mẹ cái đâu nhỉ? Mẹ ơi, mẹ đây này. Con bảo đấy, mẹ cứ đi vào trong này đấy, đúng rồi. Hôm nay trời mát mẹ nhờ. Mát thế, đúng ra tập rượu gà tí. Anh ơi. Một anh. Hai đó. Hôm nay anh làm cái gì mà anh phởn trí, anh tập cái gì đấy? Con bán hàng cho mẹ ngủi lâu đau lưng quá, con phải tập cho giãn cơ ra. Anh đang làm gì đấy kìa, à? Kìa, con chào đến. Cô. Anh đến. Đang bày vẽ tập yoga, giao độ cô ve cho mẹ, mỏi tập cho giãn cơ. Tập gì anh? Đổi tập hip hop. Anh là học cái hip hop? Anh tập hip hop. Anh học luôn chưa? Nó không phải đâu, đùa đấy. Vừa nãy nha về bảo con tập yoga, bây giờ lại bảo tập hip hop. Có ánh mới thể hiện ấy. Mà cô ơi, cháu sang đây bảo với cô rằng là bây giờ ấy cháu biết được mấy quán bán mỹ phẩm làm từ những cái rau củ tự nhiên màu rất đẹp, son cháu đang dùng này. Thế à? Sau cháu tặng cô Tình một lọ nhá. Thế à? Này,
Anh ấy, cái đấy là nó sẽ rất tốt cho sức khỏe có đúng không? Hả? Vâng ạ, nó an toàn tuyệt đối và rất tốt cho sức khỏe ạ. Thế à? Thế thôi à, cháu đi tiện, qua đây cháu nói với cô ấy thôi, cháu đi đấy nhá. Cô cảm ơn trước nhá. Anh Thân ơi. Hả? Anh tập giữ gìn sức khỏe nhá, không là gãy xương ấy. Ok em, anh khỏe mà. Ê, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thôi, thể hiện thế thôi cũng về lại ốm bây giờ. Lên đây ngồi đi. Dạ. Lên đây ngồi đi, uống nước đi cho nó khỏe. Anh toàn bầy đặt đấy. Thân. Dạ. Mẹ mời anh lên uống nước cho nó mát. Bỏ cái tay này ra. Bỏ nốt tay kia ra. Bỏ ra. Bước lên kia. Đưa cái đồng tiền lên đây cho mẹ. Lên. Hay thật đấy. Đời thủa nhà ai bán hàng cho mẹ rồi về còn lại chẳng may có rơi một đồng tiền của mẹ thì cũng phải cất đi chứ lại giấu giếm còn bày đặt là yoga xong rồi lại có em Ánh ở đấy xấu hổ lại còn lại đáng lẽ mẹ phải trả công cho con được coi. Oai nói việc trả công à? Thế tôi hỏi anh nhá, tôi nuôi anh bằng đầu bằng cổ như thế này ấy, ai trả công cho tôi hả? Thế cái việc đi bán hàng hoặc đi bán đậu, đi bán rau tăng thêm kinh tế cho gia đình thì làm sao bây giờ lại bảo là phải trả công nhỉ? Anh trả công tôi nuôi anh đi. Thì mai mẹ về già con nuôi mẹ còn gì nữa. Ôi tôi ơi, ngày xưa ấy con bé anh còn bảo rằng là mai sau mẹ già con cõng mẹ ra kia, mẹ nhìn ô tô tôi lạy anh. Mẹ đã già đâu, bây giờ mẹ thử già thử xem con cõng mẹ ra xem ô tô ngay. Không, cái việc đấy là việc khác, báo hiếu khác. Còn cái việc nhá, cái này nhá là không được, phải sửa đổi ngay lập tức nhá, không thể có cái kiểu hành động gian dối như này nghe chưa. Em Ánh mà biết nhá, may đấy. Em Ánh em mới không biết đấy, chứ em biết đấy có khi không tiến tới đâu cả. Nghe chưa? Rút kinh nghiệm. Còn rút kinh nghiệm ạ? Ừ.